Xin chào quý vị, cảm ơn quý vị đã đến Thanh Tuấn Medical. Thưa quý vị, là hiện tại là chúng tôi là đơn vị phân phối chính hãng các cái dòng xe lăn tay, xe lăn điện và tất cả các sản phẩm phục hồi chức năng cho người già và những người bất. Thì thưa quý vị, là trên màn hình quý vị thì chúng tôi sẽ có rất nhiều các cái dòng xe đẩy. Chỉ cần giúp người thân có thể là đẩy đi trong nhà hoặc có thể chúng ta đi khám bệnh thì không cần nhất thiết phải có cái vòng xe lăn. Nhưng ngoài ra thì chúng tôi có những cái dòng xe gọi là dòng xe, đây là dòng xe lăn đấy. Xe lăn này gọi là xe lăn du lịch đấy. Có thể là rất là tiện dụng và gấp gọn cho quý vị. Ngoài ra thì có thể nâng được thành tay. Đó, rất là gọn gàng. Và ngoài ra thì quý vị có thể sử dụng các cái dòng xe khác nữa, đó là cái dòng xe lớn hơn. Đó, với các dòng xe này là gọi là dòng xe lăn tiêu chuẩn thì đều có các cái vòng lăn, và cái thứ hai là dùng các cái bánh mâm rất là chắc chắn và tải trọng từ 100 đến 120 kg. Ngoài ra thì chúng tôi có đầy đủ các cái xe điện có thể là giúp cho quý vị di chuyển mọi lúc mọi nơi. Cho quý vị đây ạ, đây là những chiếc xe điện của chúng tôi có thể là ngả nằm được và có thể là đi được tối đa là 20 km trên một lần sạc. Ngoài ra thì quý vị có thể sử dụng các cái dòng xe điện 4 bánh và các cái dòng xe khác nữa. Thì Thanh Tuấn Medical có khoảng 50 các cái dòng xe, từ xe lăn tay đến xe lăn điện và các cái khung tập đi. Và quý vị nhìn thấy đây, hiện tại hàng hóa của chúng tôi thì rất là dồi dào và chúng tôi đảm bảo là phục vụ đầy đủ các cái nhu cầu từ cá nhân tới các cái tổ chức thiện nguyện hoặc là các cái nhóm từ thiện thì chúng tôi đều đáp ứng được, và chúng tôi có thể giao hàng cho quý vị toàn quốc, nên là quý vị hoàn toàn yên tâm. Và nếu mà quý vị quan tâm hoặc có thể cần hỗ trợ thì quý vị hãy vào website của chúng tôi là thanhtuanmedical.com, hoặc có thể là inbox hoặc là có thể là bình luận dưới cái video này. Xin chân thành cảm ơn.